Arcturus không phải là cái tên quá nổi tiếng và chắc hẳn một số các bạn đang xem video này cũng chưa từng nghe qua. Nhưng thật ra, loài gấu này xuất hiện khá nhiều trên các phương tiện truyền thông những năm về trước với cái tên thân thuộc hơn, đó là gấu mặt ngắn. Đây là loài vật mà ở thời tiền sử đã khiến tổ tiên của chúng ta phải nằm chung số phận tương tự như nhiều loài động vật cỡ trung bình và nhỏ khác, đều là con mồi cho những kẻ săn mồi của những kẻ khát máu này. Nhưng tiếc thay, vào thời điểm hiện tại, những hậu duệ ít ỏi còn sót lại của chúng lại đang được bảo vệ bởi chính con người, những sinh vật mà ngày trước bị chúng săn lùng. Chào mừng các bạn quay trở lại với series Sinh vật thời tiền sử, số nói về Arcturus, gã gấu mặt ngắn to xác nhất từng tồn tại trên trái đất. Gấu mặt ngắn khổng lồ hay gấu Arcturus theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là gấu răng, là loài gấu đã tuyệt chủng trong khoảng thời gian thế Pleistocene, kỷ băng hà có niên đại cách đây 3 triệu đến 11.000 năm trước đây. Đây là loài động vật có vú trên cạn ăn thịt lớn nhất trên trái đất từng được biết đến. Chúng sống ở Bắc Mỹ, nhiều nhất là ở khu vực bờ Tây Hoa Kỳ ngày nay. Đầu của Arcturus giống với gấu xám Bắc Mỹ ngày nay nhưng to lớn hơn bất kỳ loài gấu nào khác. Gấu mặt ngắn khổng lồ thuộc phân họ Tremactini, những loài gấu được tìm thấy ở khắp châu Âu và châu Mỹ. Những thành viên đầu tiên của phân họ này là loài gấu Pleonactus thuộc chi Pleonactus sống tại các bang Indiana và Tennessee ngày nay, ở thế trung tân thuộc kỷ Neogen cách đây khoảng 10 triệu năm. Arcturus được coi là tổ tiên của gấu mặt ngắn khổng lồ và gấu mặt ngắn Andes và gấu hang Florida ngày nay. Cho đến nay, người ta vẫn chưa biết chính xác lịch sử ban đầu của loài gấu mặt ngắn khổng lồ này, nhưng chúng đã sinh sống trên lục địa Bắc Mỹ cách đây khoảng 800.000 năm. Một chi gấu Nam Mỹ đã tuyệt chủng, Arcturium được coi là một họ hàng gần nhất với gấu mặt ngắn khổng lồ bởi kích thước tương tự cùng một khuôn mặt tương đối ngắn. Khi chúng ta nói về phân loại giống loài thì Arcturus chỉ gồm có hai loài, đó là Arcturus simus và Arcturus britannus. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về Arcturus simus. Theo những nghiên cứu từ trước đến nay thì chúng xuất hiện lần đầu trong thế Pleistocene tại vùng trung tâm Bắc Mỹ khoảng 800.000 năm trước, sinh sống kéo dài từ Alaska đến Mississippi ngày nay và nó đã bị tuyệt chủng vào khoảng 11.600 năm trước đây. Hóa thạch của chúng lần đầu tiên được phát hiện tại hang Creek Porter, quận Shasta của bang California, nơi có nhiều que, chính xác hơn là ba que. Đây là loài động vật có vú ăn thịt lớn nhất từng sống tại Bắc Mỹ. Một số nghiên cứu thời gian gần đây cho biết, khối lượng của những mẫu vật được tìm thấy có ước tính là 1/3 trong số chúng có trọng lượng rơi vào khoảng 900 kg, và mẫu vật lớn nhất có thể lên đến 957 kg, chiều cao có thể đạt đến 4,6 m. Trên dấu vết trên các vách trong hang động của River Bluff là những dấu hiệu có thể chứng minh cho kích thước khổng lồ của loài này. Loài thứ hai trong họ Arcturus đó là Arcturus britannus, sống cách đây từ 3 đến 2,2 triệu năm về trước, với hai mẫu vật hóa thạch tìm được cho thấy là của hai con gấu có trọng lượng khoảng 500 kg và 63,6 kg. Loài này sống tập trung khá nhiều ở khu vực phía nam Bắc Mỹ, nói rõ hơn là chúng sống trải dài từ phía bắc của bang Texas đến phía đông của bang New Jersey, là một phần của bang Aguascalientes thuộc Mexico ngày nay, nhiều nhất là ở bang Florida. Những phân tích cho thấy xương của gấu mặt ngắn khổng lồ có nồng độ nitơ 15 cao, một đồng vị bền của nitơ, tích lũy do việc tiêu hóa thịt, chứng tỏ chúng là loài động vật hoàn toàn ăn thịt, không có dấu hiệu nào của việc ăn các loài thực vật. Và các nhà khoa học ước tính để tồn tại, mỗi ngày Arcturus simus phải ăn tới 16 kg thịt. Nhờ cơ thể to lớn, chúng là loài ăn thịt đáng sợ đối với các loài động vật có vú khác trong thế Pleistocene. Các chi của chúng khá mảnh dẻ, dài và khiến chúng có thể di chuyển với tốc độ từ 50 đến 70 km/h. Săn được những loài động vật nhanh nhẹn khác như ngựa thảo nguyên, linh dương Saiga giống như một con báo châu Phi. Tuy nhiên, cấu tạo xương cùng với việc cơ thể khổng lồ khiến cho chúng không thể giết chết con mồi một cách nhanh chóng, một điều cần thiết của những loài động vật ăn thịt.
Tiến sĩ Paul Matthew, nhà cổ sinh vật học tại Đại học Alaska Fairbanks, xác định gấu mặt ngắn khổng lồ di chuyển với nhịp chuyển động giống như là lạc đà và gấu ngày nay, làm cho nó di chuyển dựa trên độ bền hơn so với việc di chuyển với tốc độ nhanh. Một số ý kiến khác cho rằng chúng ăn tạp giống như gấu hang, ăn bất cứ thứ gì ăn được chúng tìm thấy, kể cả thực vật. Với kích thước khổng lồ và bộ hàm rõ ràng là mạnh mẽ như vậy, thật hấp dẫn khi vẽ ra bức tranh về Arctodus như một kẻ săn mồi đỉnh cao có thể giết chết bất cứ thứ gì nó muốn. Từ đó dẫn đến một giả thuyết đáng ngạc nhiên nhưng rất hợp lý về bản chất và hành vi của Arctodus. Nhiều hóa thạch của động vật có vú trong thế Pleistocene đã được tiến hành một quá trình gọi là phân tích đồng vị oxy. Quá trình này dựa trên nguyên tắc là các môi trường khác nhau có mức độ đồng vị khác nhau được hấp thụ bởi thực vật phát triển trên chúng. Các đồng vị được hấp thụ và lưu trữ trong các mô của động vật ăn cỏ như một chất đánh dấu cho phép các nhà cổ sinh vật học xác định loại động vật nào hoạt động trong môi trường nào và chúng ăn gì. Tuy nhiên, nó cũng tiết lộ rằng Arctodus ăn tất cả các loài động vật và không chuyên về chỉ trong một loài con mồi. Một điều rất bất thường đối với động vật ăn thịt nhưng lại khá bình thường đối với động vật ăn xác thối. Hóa thạch cũng tiết lộ những chi tiết về khả năng di chuyển và săn mồi của Arctodus, đặc biệt liên quan đến các chi dài. Điều này có thể được coi là mang lại cho Arctodus một lợi thế về tầm với đáng kể cho phép nó lao vào con mồi. Nhưng vấn đề ở đây là đầu tiên chúng phải đến đủ gần con mồi để làm điều này. Như ở phần đặc điểm sinh học, tôi có nói thì về tốc độ, những đôi chân dài với sải bước rộng được cho là đã mang lại cho Arctodus tốc độ kinh ngạc. Điều mà lẽ ra nó có thể thấy nó có thể bắt kịp một cách thoải mái với hầu hết các loài con mồi hiện có. Tuy nhiên, những đôi chân tương tự này cũng mỏng hơn nhiều so với các loại động vật chạy khác và được coi là quá mỏng manh để có thể đỡ được một cơ thể đồ sộ của một loài sinh vật nặng như Arctodus. Sự kết thúc của kỷ Pleistocene ở Bắc Mỹ được đánh dấu bằng sự biến mất của các loài động vật cỡ lớn từng cư trú ở lục địa này trong một thời gian dài. Điều này không chỉ có nghĩa là mọi thứ từ voi ma mút đến lạc đà đã tuyệt chủng, nhưng hầu hết các loài săn mồi to lớn và mạnh mẽ hơn như Smilodon và sói đai cũng đã dần biến mất vì không còn con mồi lớn nào cho chúng săn. Và tới Arctodus cũng không ngoại lệ khi các yếu tố quan trọng cho sự sống còn của nó đã biến mất, việc nó đi đến bờ tuyệt chủng chỉ còn là vấn đề của thời gian mà thôi. Làm thế nào Arctodus tuyệt chủng vẫn đang là một chủ đề gây tranh cãi vì không có lời giải thích nào có thể giải thích đầy đủ về toàn bộ sự tuyệt chủng của chúng. Một là băng hà cuối cùng của thế Pleistocene đã chấm dứt sự tồn tại của các loài động vật cỡ lớn, trong đó có Arctodus. Thời điểm đó đang là thời kỳ băng hà cuối cùng của thế Pleistocene. Chúng ta có thể thấy rằng thời kỳ băng hà cuối cùng này là đặc biệt nghiêm trọng. Điều này được hỗ trợ một phần bằng việc phân tích các lõi băng hoặc còn một nguyên nhân khác đi kèm. Có một giả thuyết khá phổ biến nói về sự tuyệt chủng này là sự xuất hiện của những người Clovis, vì có những nghiên cứu rằng họ sử dụng các ngọn giáo gỗ và dùng dụng cụ ném giáo đặc biệt gọi là Atlas để ném về phía con mồi. Những vũ khí này kết hợp với trí thông minh của con người đã khiến người Clovis trở thành những thợ săn đáng gờm nhất từng đặt chân đến Bắc Mỹ cho đến nay. Cách người Clovis tác động đến môi trường vẫn đang là một vấn đề gây tranh cãi khi một số nhà nghiên cứu tin rằng họ đã tiến hành một cuộc tàn sát khắp Bắc Mỹ và quét sạch các loài săn mồi truyền thống như voi ma mút và lạc đà, cùng với một số địa điểm hóa thạch cho thấy con người đã tàn sát các loài động vật hoang dã. Nhưng cho đến nay không có bằng chứng nào cho thấy người Clovis đã làm điều này. Mặc dù người Clovis đã săn bắt các loài động vật ở Bắc Mỹ, nhưng không có đủ bằng chứng cho thấy rằng chỉ có họ đã săn bắt các loài động vật cỡ lớn đến tuyệt chủng. Những loài săn mồi lớn hơn đang dần dần yếu ớt và chúng không thể săn những con mồi nhỏ hơn và nhanh nhẹn hơn, đồng thời cũng bắt đầu suy giảm và biến mất, không còn giết chóc quy mô lớn để cướp. Arctodus cũng biến mất dần khỏi hệ sinh thái. Vừa rồi là video về Arctodus, gã gấu mặt ngắn to xác nhất từng tồn tại trên trái đất và được cho là tuyệt chủng bởi sự săn bắt của con người tiền sử. Thêm một sinh vật nữa bị tổ tiên của loài người tiêu diệt. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình nhé. Nếu có góp ý hoặc các bạn muốn chúng mình làm những video về những loài nào khác, có thể cho chúng mình biết thêm ở dưới phần bình luận.
Chân thành cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại.